Kính thưa quý vị, trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập đến việc ngăn chặn cách mạng màu. Để hưởng ứng điều này, tầm phúc của ông Tập là Vương Tiểu Hồng đã kêu gọi cán giao, tức là hệ thống chính trị và pháp luật phải tăng cường đề phòng vấn đề này cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, gọi tắt là Đại hội Đảng 20. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, các cuộc khủng hoảng của Trung Quốc là không thể đề phòng được. Chuyên gia chỉ ra rằng, cho dù ông Tập có thuận lợi tái đắc cử tại Đại hội Đảng 20 đi nữa. Việc lựa chọn người kế nhiệm không rõ ràng cũng có thể trở thành một mối họa tiềm ẩn gây ra những hỗn loạn trong nước. Tại sao ông Tập lại lo lắng về cách mạng màu trước Đại hội Đảng 20? Và ông Tập sẽ đối diện với những vấn đề gì sau Đại hội Đảng 20? Hôm nay DKN News sẽ cùng quý vị tìm hiểu các vấn đề nêu trên. Xin mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục phân tích và bình luận sau đây. của Trung Quốc tập trung vào cách mạng màu trước Đại hội Đảng 20. Trước Đại hội Đảng 20, ông Tập Cận Bình đã đến thăm Uzbekistan ở Trung Á và tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Hội nghị kết thúc vào ngày 16 tháng 6 và ông đã vội vàng quay về nước ngay trong đêm đó. Thời báo tự do ngày 18 tháng 9 đã trích dẫn báo cáo rằng Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng, tâm phúc thân cận của ông Tập, đã đưa ra lời cảnh báo với cơ quan chính trị và pháp luật vào ngày ông Tập quay trở về nước rằng Trước thêm đại hội đảng 20, cần phải tập trung đề phòng cách mạng màu. Ông Vương còn nhấn mạnh rằng cần phải bảo vệ và trung thành với ông Tập Cận Bình. Cách mạng màu là thuật ngữ chỉ các cuộc bạo lực chính trị có tổ chức, chính biến phi vũ trang ở quốc gia có chủ quyền nhằm lật đổ nhà nước đương nhiệm, gây ra khủng hoảng chính trị, đồng thời lập ra bộ máy cầm quyền mới. Truyền thông Đài Loan dẫn tin từ tờ South China Morning Post hôm 18 tháng 9 nói rằng, vào ngày ông Tập quay trở về nước, ông Vương Tiểu Hồng đã đăng một bài viết có tựa đề Cải cách và thành tựu mang tính lịch sử của công tác công an thời đại mới trên thời báo học tập, một tờ báo của trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài viết ra sức tăng bốc ông Tập. Ông Vương Tiểu Hồng nói rằng, phải kiên trì tự giác trung thành với nòng cốt, trợ giúp nòng cốt, đi theo nòng cốt bảo vệ nòng cốt. Bất cứ khi nào và trong bất cứ tình huống gì cũng phải kiên quyết nghe theo mệnh lệnh của Tổng bí thư Tập Cận Bình, phục tùng chỉ huy của Đảng và Trung ương. Kiên quyết loại bỏ triệt để những ảnh hưởng của chú Vĩnh Khang và băng đảng chính trị của Tôn Lập Quân. Kịp thời phát hiện, xóa sạch những kẻ hai mặt và các phe cánh hai mặt không trung thành và không thật lòng với Đảng. Ông Vương Tiểu Hồng còn nhấn mạnh, xung quanh Đảng và Trung ương cần phải lấy Tập Cận Bình làm nòng cốt để tăng cường đoàn kết chặt chẽ hơn bài báo cho biết, trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO ngày 16 tháng 9, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi các quốc gia thành viên đề phòng cái gọi là các thế lực bên ngoài thúc đẩy cách mạng màu. Và trong bài viết của ông Vương Tiểu Hồng hôm đó, có nhấn mạnh rằng, công an mang họ của đảng và tập trung phòng bị chống lại cách mạng màu. Ông Vương Tiểu Hồng từng là cấp dưới của ông Tập khi ở Phúc Châu. Vào năm 2016, ông giữ chức bí thư đảng ủy kiêm Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc tháng 6 năm nay, ông kế nhiệm ông Triệu Khắc Chí, đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Ông còn phá vỡ quy tắc, kiêm đảm nhiệm tổ phó tiểu tổ điều phối công tác Hồng Kông và Macau Trung ương, tham gia vào các vấn đề của Hồng Kông và Macau. Hiểm họa tiềm ẩn có thể gây ra trình biến sau so Đại hội Đảng 20. Các chuyên gia suy đoán rằng, khả năng ông Tập Cận Bình tái đắc cử tại Đại hội Đảng 20 là rất cao. Nhưng liệu ông sẽ nắm quyền trong bao lâu và chọn lượng người kế nhiệm như thế nào đây là những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Và nếu không khéo, có lẽ sẽ gieo xuống một hiểm họa tiềm ẩn có thể gây ra chính biến trong nước. Ông Alex Payet, giám đốc điều hành của tổ chức tư vấn Socius Group của Canada, một công ty tư vấn chuyên nghiên cứu chính trị tinh hoa của Trung Quốc đã chỉ ra rằng những nỗ lực của chính quyền Trung Quốc trong việc làm trẻ hóa các nhà lãnh đạo sau cách mạng văn hóa đã bị đình trệ. Làm thế nào để giải quyết sự bất mãn của đông đảo quan chức cấp cao, những người mong chờ được kế nhiệm nhưng lại chỉ có thể ngồi nhìn cơ hội biến mất, sẽ là một vấn đề lớn đối với ông Tập Cận Bình. Ông Payet nói, hiện nay việc lựa chọn các nhà lãnh đạo chú trọng lòng trung thành đối với chính trị, chứ không phải là năng lực, cũng không quá coi trọng vấn đề đổi mới các nhà lãnh đạo, bởi vì chưa rõ phương hướng trong tương lai, cũng không nhìn ra được người nào có thể kế nhiệm. Trước đây, Tôn Chính Tài và ông Hồ Xuân Hoa từng được coi là người kế nhiệm tiềm năng của thế hệ lãnh đạo thứ 6 của Trung Quốc nhưng Tôn Chính Tài đã bị khai trừ khỏi Đảng và nhà nước trước khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn Đông Hồ Xuân Hoa sẽ được sắp xếp như thế nào vẫn còn là một ẩn số. Có 7 ủy viên trong ban thường vụ bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan quyền lực cao nhất của Trung Quốc. Việc ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục giữ chức ủy viên là điều không có gì phải nghi ngờ nữa. Nhưng nếu quyết định trên 7 dưới 8 bị phá bỏ thì dường như tất cả bảy ủy viên đều có thể tiếp tục ở lại. Quy định trên 7 dưới 8 là quy định về giới hạn tuổi tác của các ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ủy viên 6-7 tuổi vẫn có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, còn 6 8 tuổi thì sẽ nghỉ hưu. Ông Payet nói rằng, điều đáng nghi ngờ là liệu có sự đổi mới và thay thế các nhà lãnh đạo tại Đại hội Đảng 20 hay không. Ban lãnh đạo hiện nay rất có thể phần lớn sẽ tiếp tục giữ nguyên vị trí. Những người kế nhiệm họ cũng không trẻ như chúng ta đã nghĩ. Trong trường hợp này, không chỉ những người đi theo các nguyên lão của thời trước không hài lòng, mà cả những người lựa chọn đi theo Tập Cận Bình cũng không hài lòng. Những người chờ cái nhiệm như Trần Mẫn Nhĩ, như Đinh Tiết Tường, nhưng có thể đến phút cuối sẽ không được lên nắm quyền. Đây cũng là lý do tại sao lòng trung thành đối với ông Tập Cận Bình cũng bắt đầu có vấn đề. Ông Tập đã thay thế một số bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng hoặc bộ trưởng trong những năm gần đây. Ông Payet nói rằng, các cuộc tranh giành quyền lực của các quan chức cấp thấp hơn vẫn luôn diễn ra ở các địa phương. Theo ông Payet, ông tập cận bình rất khó giao phó quyền lực. Nhiều lúc ông chỉ được các cấp trên tiếp ứng chứ không được các cấp dưới ủng hộ. Ví dụ như Trùng Khánh, ông có một bí thư đảng ủy, nhưng dưới bí thư đảng ủy thì không có nhân lực nào tiếp ứng cả. Một số người có thể nói rằng sẽ có người đi theo Trần Mẫn Nhĩ, nhưng sự thật thì chưa chắc đã như vậy. Vấn đề thực sự nằm ở đây. Ông Payet cho rằng. Ông Tập Cận Bình có thể thuận lợi tại đắc cử tại đại hội đảng 20, nhưng trong vài năm tới, ông vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với các mối quan hệ căng thẳng trong đảng. Ông cho rằng, ông Tập Cận Bình không còn lựa chọn nào khác. Chiến dịch chống tham nhũng do ông khởi xướng đã đụng chạm đến rất nhiều thế lực, làm mất cơ hội kiếm trác của rất nhiều người, tạo ra rất nhiều kẻ thù. Ông Payet nói, vấn đề mà ông ấy phải đối mặt là nếu như không còn nắm quyền, liệu ông ấy có thể bình an mà tránh được các đòn phản công hay không? Đây mới là nhân tố quan trọng quyết định việc ông ấy đi hay ở. Một nhà quan sát nói rằng, trong vài tháng trước khi đại hội đảng 20 diễn ra, các cuộc đấu đá ngầm trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể càng lúc càng gay gắt. Ông Fayette nói rằng, Tất nhiên, chúng ta chủ yếu dựa vào các xu hướng được hiển thị bởi các con số. Tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi hoàn toàn bất cứ lúc nào. Phải biết rằng, thật ra trong chính trường Trung Quốc, thường xuyên xảy ra những chuyện không thể ngờ tới thưa quý vị chuyên mục phân tích và bình luận của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe thu lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo